Bà Phương Hằng, nhà báo Hàn Ni, chia sẻ về đoạn video chia của Đài truyền hình Việt Nam gọi tên sao Việt trong phóng sự nghệ sĩ và văn hóa ứng xử bắt nguồn từ bộ quy tắc ứng xử mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang soạn thảo. Phóng sự dài 20 phút của Đài truyền hình Việt Nam nêu rõ thực trạng thời gian qua, nhiều lùm xùm trong phát ngôn ứng xử của giới giải trí Việt cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt câu hỏi thế nào là một nghệ sĩ thực thụ. Bà Phương Hằng vu khống cho rằng nhà báo Hàn Ni tung tin Đài truyền hình Việt Nam là đài giả. Và bà ta trách móc không có cơ quan báo chí nào lên tiếng về những lời nói của Hàn Ni. Chúng ta cùng nghe về hai đoạn video Hằng Ni nói như thế nào và bà Phương Hằng bịa đặt như thế nào. Đây là đoạn video của nhà báo Hàn Ni. Cái câu chuyện mà tôi trả lời trên comment trên Facebook của tôi á, tôi trả lời là cái chị nào đó, cái chị bạn ấy mới nhắn cho tôi nói rằng là cái kênh mà người ta cắt cái đoạn của VTV có cái logo VTV nói về câu chuyện nghệ sĩ, văn hóa nghệ sĩ, thì cái đó cắt được cái đoạn mà có dẫn tên những cái tên nghệ sĩ á, là cần phải công khai tài khoản. Thế là dẫn như chung đó, xong rồi dẫn tiếp lời bình vô rằng đây là cái lời bình của cái kênh khác á nha, là lời bình nói rằng đây là cái việc mà VTV đã phản ánh rồi, cần phải ấy, cái đây là nghệ sĩ ăn chặn vân vân. Thì tôi mới nói cái kênh mà cắt lại đó, đó là kênh giả. Chứ còn đài VTV tôi coi cái chương trình đó rồi, họ chỉ nói về văn hóa nghệ sĩ thôi. Mà khi bạn nói về văn hóa nghệ sĩ thì cái câu chuyện đó là câu chuyện xã hội, không phải câu chuyện pháp luật. Và họ cũng không quy chụp là nghệ sĩ có ăn chặn hay không, mà họ chỉ nói là nên tức là một động từ khuyến khích thôi, chứ không phải là họ quy buộc tội. Nhưng rồi tôi mới nói là cái kênh mà VTV mà cái chị đó nói rằng là họ cắt là kênh giả. Thế là mọi người nói là VTV mà giả à, thế thì rồi xong rồi cái trở thành một cái câu chuyện rằng là tôi lại làm báo mà không biết kênh VTV là giả. Tôi cũng không hiểu được. Nhiều khi đấy là lý do tôi thấy ví dụ như Công Vinh người ta nói cái câu chuyện trên một cái clip đi một cái game show nói rằng là đi đánh bài gì du thuyền gì đó, vậy mà có thể đem cắt cái đó rồi làm âm thanh rồi nói rằng là Công Vinh đánh bài. Tôi cũng không hiểu được. Nói chung là có những cái câu chuyện thì mạng xã hội mà, vì cái não bộ của mỗi người, trình độ kiến thức, kinh nghiệm, tích lũy v.v. nó sẽ tạo ra được một cái nhận thức. Thì cái nhận thức đó nó phụ thuộc vào mỗi con người, chứ không phải là người nói. Ví dụ như người ta nói vậy mà hỏi tại sao anh không hiểu mà người khác hiểu thì phải coi lại anh chứ sao bắt người ta phải ấy. Còn nếu không thì anh phải hỏi lại chứ. Còn nếu anh đi trách người nói là tại sao nói không hiểu, là người nói vậy là không có trình độ, thì tôi lại nghĩ rằng là cái đó không phán xét gì được. Tôi rất là tỉnh táo trong mọi vấn đề, cho nên nếu các bạn mà nói về vấn đề này thì tôi thấy rất là buồn cười. YouTube thì quý vị thấy không, báo Thanh Niên lên quốc tôi một bài liền. Tôi cũng phát biểu lệch chuẩn y như thằng Đức Hiển và một số báo. Tôi nói quý vị rồi, đến khi mà VTV lên vậy thì quý vị nói rằng là nói tôi sai. Chẳng lẽ cái đài VTV là đài của Trung ương, cả triệu người xem cũng sai sao quý vị? Và đặc biệt rằng khi VTV lên tấn công cái đám nghệ sĩ này thì con nhà báo Hàn Ni nó đã kích động mọi người và vu cho VTV là một cái kênh giả. Vậy thì tất cả tập trung qua tấn công VTV giống như là một trận chiến đó quý vị. Còn sự giả mang nào hơn không? Trong khi đó, con Hàn Ni là một nhà báo chính thống của báo Sài Gòn Giải Phóng mà dám nói VTV là một bài báo giả. Vậy thì quý vị thấy rằng là tại sao đến giờ này không ai mời nó đi, không ai bắt nó đi, trong khi đó bao nhiêu loại kích động cho tụi phản động nó vô, thậm chí rằng là muốn tấn công cái đài VTV. Phải VTV không? VTV không? Nhiều khi tôi lộn nha quý vị, chứ không phải tôi có ý đâu nha, là quyết liệt luôn. Vậy thì tại sao con nhà báo Hằng Ni này không ai dám đụng tới nó vậy quý vị? Nó là ai? Nó là nhà báo hiểu luật hơn ai hết. Vậy thì nó dám vu khống xuyên tạc rằng VTV là một cái kênh giả. Nhiều khi quý vị thấy không, chính cái lời nói của nó mà VTV bị tấn công khốc liệt luôn. Có giả mang không quý vị? Tại sao? Vì là nó đã từng là trong một cái nhóm Quỳnh Ngọc Thiên Hương để bảo vệ cho cái đám nghệ sĩ này. Khi VTV tấn công nghệ sĩ thì nó tung tin ra cho mọi người là VTV là giả, cho nên mọi người tấn công vào VTV. Vậy thì nó quá lộng hành không quý vị? Cho nên làm sao tôi không trở lại được, đúng không quý vị? Và nhà cái báo Thanh Niên á, tôi đã nói với quý vị rằng là
Tôi không tin báo chí rất nhiều lần rồi. Một số nhà báo, một số tờ báo đã làm cho tôi sụp đổ. Và tôi đã chứng minh cho quý vị rằng là khi tôi rời khỏi cuộc chơi thì báo Thanh Niên lại lên chụp mũ tôi. Bà Hằng phát biểu lệch chuẩn và đồng thuận. Vậy thì VTV cũng lệch chuẩn theo bà Hằng sao? Chẳng lẽ bà Hằng xỏ mũi được VTV? Đúng không? Trong đó một đài trung ương, đài chính thống của nhà nước, VTV9, VTV8, bao nhiêu đài lên đưa tin về nghệ sĩ. Vậy tôi có nói sai không? Vậy thì trong thời gian qua có báo nào lên tiếng không? Tới khi VTV lên tiếng cùng với tôi trong vấn đề nghệ sĩ thì chính con Hằng Ni này đã đi kích động mọi người để tấn công VTV và nói rằng VTV là một đài giả. Thì rõ là con nhà báo Hằng Ni này quá lếu láo, coi thường pháp luật và ngồi xổm lên pháp luật. Và tôi đã chờ đợi nó thưa kiện tôi tới ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thấy ai mời tôi hết. Vậy thì qua cái buổi live stream này, tôi muốn kêu gọi tới những người đang thừa hành trong bộ máy chính quyền. Có nghe con nhà báo Hằng Ni này nó phá không? Có thấy nó kích động mọi người và nó tuyên bố rằng VTV là một kinh giả. Vậy thì để nó nhỡn nhơ ngoài đời, nó bảo vệ cái gì? Bảo vệ cho ai? Cho cái đám nghệ sĩ này. Trước đây bảo vệ cho ai? Bảo vệ cho anh Tất Thành Cang. Đúng không quý vị? Thì cuối cùng nó lộ ra nó là ai? Và nó đặc biệt kích động vào cái quỹ mổ tim của chúng tôi. Để phá hoại, để mà móc nối tụi phản động. Để mà phá rối. Vậy thì quý vị có thấy rằng là nó có lợi hại không quý vị? Khi nó tung tin ra, một nhà báo mà dám tung tin rằng là VTV là một cái đài giả.